Có thể bạn chưa biết bí ẩn này. Trong măn cờ rác, nếu một ngày bạn đang sinh tồn trong thế giới măn cờ rác của bạn thì bắt gặp trên ngọn cây cao kia có một cảnh tượng quái lạ. Đó là một cây thành giá bằng đá nền. Bạn cảm thấy kỳ lạ vì đá nền không thể có ở trên ngọn cây và tò mò lại đó xem. Khi lại đó, bạn tìm cách lên trên xem nó như thế nào. Đó là một cái cây khá cao to đầy rong rêu bám vào. Bạn đặt bờ lắc và bắt đầu đi lên cao. Trên trước qua từng dây leo, bạn tìm cách lên cao hơn. Thứ trước mặt bạn chính là một cây thành giá bằng đá nền, hay còn gọi là bedrock. Bạn cảm thấy bình thường, nhưng trong măn cờ rất kép vì bắt ta thì đây là dấu hiệu của Hezobi dài đấy. Tốt nhất bạn nên chạy đi hoặc xóa map nếu không muốn gặp những thứ kinh dị.